Dù chỉ mới lên sóng ít tập, nhưng bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh đã nhận được không ít sự quan tâm của công chúng với các chỉ số truyền thông vang dội. Đặc biệt, ekip cũng chịu khó tung ra nhiều bộ poster tiết quảng bá ngọt ngào của cặp chính Dương Dương Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan thích thú đứng ngồi không yên. Mới đây, netizen lại được fan quán quéo với nụ hôn bên cửa sổ của Vũ Đồ Tung, Dương Dương và Kiều Tinh Tinh Địch Lệ Nhiệt Ba được ekip hé lộ. Trong khung cảnh lãng mạn, Vũ Đồ Tung lật tung tấm rèm cửa sổ mỏng manh tìm đến đôi môi của Kiều Tinh Tinh và trao cho cô một nụ hôn cực ngọt ngào khiến trái tim fan tan chảy. Chưa hết suýt xoa thì một số khán giả lại thấy nụ hôn của Dương Dương Nhiệt Ba trong phim nhìn quen quen. Té ra, fan đã thấy một nụ hôn tương tự hồi đám cưới của Trần Hiểu Trần Nghiên Hi ngày trước. Cụ thể, trong clip khoe bộ ảnh cưới hạnh phúc đẹp như mơ, fan từng ấn tượng với khoảnh khắc Trần Hiểu lật tung tấm màn che mặt của Trần Nghiên Hi để trao cho cô dâu một nụ hôn kẹo đường. Suốt một thời gian dài, cảnh hôn huyền thoại này đã khiến bao con tim chao đảo. Hình ảnh của cô dâu chú rể trong trang phục truyền thống hay cảnh cô dâu đi thuyền tới lễ đường khiến ai ai cũng phải suýt xoa trầm trồ khen ngợi. Dù tiệc cưới không phải quá xa hoa, nhưng sự trang trọng, tinh tế đến từng chi tiết, từng hình ảnh khiến cho hôn lễ của Dương Quá Tiểu Long Nữ vô cùng xứng đáng được khen ngợi. Sau khi chiếu những tập đầu tiên, Em là niềm kiêu hãnh của anh đã nhận được cơn mưa lời khen từ phía khán giả. Phim đã đạt hơn 100 triệu lượt xem chỉ sau 3 giờ ra mắt, dẫn đầu chỉ số độ hot và rating trong ngày. Cặp đôi chính Dương Dương Địch Lệ Nhiệt Ba không chỉ được khen ngợi bởi nhan sắc trai xinh gái đẹp mà còn có phản ứng hóa học cực tốt, vượt qua kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên, Em là niềm kiêu hãnh của anh chỉ mới chiếu được vài tập, liệu phong độ của phim sẽ vẫn giữ vững trong những ngày tới? Em là niềm kiêu hãnh của anh là bộ tiểu thuyết xoay quanh nhân vật Kiều Tinh Tinh, minh tinh trong giới giải trí. Sau khi trở thành người đại diện của game online thì nhân vật của cô trong trò chơi gặp phải nguy cơ cần phải công khai danh tính. Vì vậy, Kiều Tinh Tinh gấp gáp tìm một đại thần đến giúp mình. Sau này, trong trò chơi, cô làm quen được nam chính Vu Đồ, nhân tài mũi nhọn trong nghiên cứu hàng không, cũng từng là học thần xuất chúng, từng hai lần từ chối lời tỏ tình của Kiều Tinh Tinh trong game. Từ đó, chuyện tình yêu giữa họ được bắt đầu từ đây. Dương Dương là nam diễn viên được biết đến thông qua vai diễn Tiêu Nại trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên của tác giả Cố Mạng. Với vẻ ngoài lãng tử, thu hút, anh đã thành công chiếm lấy cảm tình của công chúng và biết bao trái tim thiếu nữ ngày ấy. Đây cũng chính là sản phẩm đặt nền móng cho sự nghiệp diễn xuất của Dương Dương. Sau màn hóa thân đầy mạnh mẽ với Lý Trường Ca trong Trường Ca Hành, Nhiệt Ba trở về với tạo hình xinh đẹp, đáng yêu và không kém phần quyến rũ trong Em là niềm kiêu hãnh của anh. Người ta nói, quá tam ba bận, liệu sau hai lần thất bại, Kiều Tinh 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 nghịch và tài năng của Nhiệt Ba có thành công trong công cuộc giành lấy trái tim của một phu đồ lãnh đạm và cao ngạo. Vì là sự kết hợp lần đầu tiên, nên Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba không thể tránh khỏi những giây phút ngại ngùng khi phải diễn những phần đoạn tình cảm giữa hai diễn viên. Dương Dương từng ngại ngùng thổ lộ rằng anh hơi xấu hổ khi quay những phần đoạn chạm môi với bạn diễn. Để có thể dễ dàng nhập vai hơn, hai người đã kết thân với nhau bằng cách chia sẻ về những món ăn mình thích và thường xuyên trao đổi đồ ăn với nhau. Vốn là một trong những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Cố Mạng. Thêm vào đó là sự kết hợp của dàn diễn viên chính sở hữu nhan sắc cực cao như Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba. Em là niềm kiêu hãnh của anh đã không làm fan hâm mộ phải thất vọng khi dẫn đầu về thành tích trong ngày đầu phát sóng, vượt qua cả Xin Chào Hoa Diễm Lam của Cung Tuấn và Trương Tuệ Văn.